Chiều ngày 19 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị phối hợp Công an thành phố Huế bắt quả tang hai đối tượng trộm xe máy chuyên nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế, thành phố Huế. Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đức Tê, sinh năm 1991, và Nguyễn Trung CH, sinh năm 1993, là hai anh em ruột, cùng trú tại số 10, ngõ 14, kiệt 131, đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Rạng sáng ngày 18 tháng 12, T và CH đến đường Ngô Quyền, thành phố Huế, khu vực xung quanh Bệnh viện Trung ương Huế trộm cắp hai chiếc xe máy. Khi đưa tang vật đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận từ tháng 10/2023 đến nay đã trộm cắp 10 xe máy tại khu vực Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao hai đối tượng cho Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.